Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, em chào các bác nhé. Còn hôm nay bên em sẽ làm một cái video chia sẻ đến các bác để các bác so sánh khi chúng ta có cái âm ly mà muốn nghe được cái nhạc chất âm tinh tế và hay nhất. Rất nhiều bác comment và cũng gọi điện hỏi là mua cái nâng tiếng CB600 về kết nối với cái âm ly nó có tác dụng và hiệu quả không. Rồi thì bên em cũng ghi nhận cái ý kiến của các bác và em cũng muốn làm một cái video để chia sẻ đến các bác. Vâng, đó là cái máy nâng tiếng tiếp theo có thích mã là CB600 tác động lên cái âm ly. Vâng, thì về cơ bản cái máy nâng tiếng này nó cả hỗ trợ cả lời chúng ta hát khi mà chúng ta kết hợp với vang. Rồi thì đây là bên em chỉ chia sẻ lại cái lợi ích mà chúng ta mua cái máy nâng tiếng tiếp theo có thích mã là CB600 với cái âm ly để nó tác động nó có rõ ràng hay không. Vâng, rất nhiều bác đang quan tâm và muốn bên em làm video. Vâng, thì hôm nay bên em cũng set up một bộ để bên em chia sẻ đến các bác nhé. Vâng, bên em lấy một cái âm ly Jaguar, một âm ly Jaguar 506N, đây là hàng Trung Quốc, và kết nối với lại cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Thì video này thì em sẽ chỉ chia sẻ đến cái chất nhạc, em chưa nói đến mic nhé, em chia sẻ đến chất nhạc. Nếu mà mic thì các bác lại mua thêm cho một cái vang để phía trên đó, một cái vang để phía trên và nâng tiếng ở phía dưới thì chúng ta sẽ can thiệp được cái lời ca tiếng hát. Vâng, thì cái video đó thì em sẽ chia sẻ ở một video khác. Vâng, các bác muốn xem thì các bác hãy chờ bên em để em làm cái video đó nhé. Vâng, hôm nay em chỉ làm riêng cái lưng tiếng thôi ạ. Vâng, đó là giải quyết vấn đề cái khâu xử lý chất nhạc khi mà chúng ta nghe bởi cái âm ly 506 và được cải thiện nhờ cái máy lưng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Vâng, đây em đang kết nối đấy ạ. Vâng, đây là nhạc đã được xử lý qua máy lưng tiếng, nó sẽ thay đổi rõ rệt luôn các bác ạ. Vâng, em chưa nói đến mic, em chỉ nói đến chất nhạc. Vâng, thay đổi rõ rệt. Vâng, em giờ cho to lên tí nhé. Tất cả nhạc em để 12 giờ hết ạ. Vâng, em đang đánh một đôi loa Arai B3. Đó, nghe chất âm rõ ràng luôn cho các bạn so sánh. Vâng, đây là nhạc đi qua máy lưng tiếng nhé. Bây giờ em tắt máy lưng tiếng đi này, em không cho đi qua này. Đó, đây là nhạc không đi qua máy lưng tiếng các bác nhé. Vâng, nghe nó rất là bí các bác ạ, so sánh rõ ràng rõ rệt luôn và thực tế luôn cho các bác trải nghiệm. Vâng, em bật lên này, đó, sáng hơn rất nhiều ạ. Vâng, em lại tắt đi nhá. Vâng, nó tối hẳn cái bài nhạc xuống, cái giai điệu nó tối hẳn đi ạ. Vâng, nghe rất là chối. Vâng, em lại bật lên nữa để một lần nữa để các bác so sánh. Đó. Vâng, các bác thấy không ạ? Sự so sánh rõ rệt, rõ ràng và trung thực nhất để các bác thấy được cái tầm quan trọng của cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600 tác động lên cái âm ly, dù là âm ly 203, 506 hay bất kể một cái âm nào đó, khi mà cái tín hiệu nhạc echo, phần echo gì và rồi xử lý vang nha, trong cái âm ly này nó chưa được tốt thì chúng ta có thể can thiệp bằng cái máy nâng tiếng để nó đưa cái nhạc vào tốt nhất. Sau đó cái âm ly của chúng ta chỉ can thiệp về phần công suất thôi ạ. Vâng, đó thì là cái so sánh mà chúng ta nên hiểu được. Vì nhiều bác mua cái máy nâng tiếng này về sợ không kết nối được với âm ly thì em cũng kết nối luôn trực tiếp đi ạ. Vâng, thì tác dụng đấy ạ. Em cho nhạc to lên tí. Vâng, em tắt đi ạ. Đó, em bật lên. Vâng, các bác thấy chưa ạ? Vâng. Vâng, hay hơn rất nhiều, em cho nhỏ đi tí. Vâng, em mới chỉ lấy cái âm ly Jaguar của Trung Quốc thôi ạ.
Rồi thì em đang kết nối với tín hiệu nhạc từ cái đầu giải mã. Đó, từ trên TV xuống. Em đưa vào cái máy nâng tiếng ạ. Đưa vào máy nâng tiếng, sau đó em đưa trực tiếp xuống âm ly. Đó, chất nhạc cải thiện rất nhiều. Đó, chất nhạc cải thiện rất là nhiều các bác nhá. Hoàn toàn luôn, khi mà các bác bỏ đồng tiền ra, các bác mua một cái máy nâng tiếng hỗ trợ cho giải âm để chúng ta nghe được cái chất nhạc tinh tế nhất, sạch nhất và tạo âm thanh trung thực nhất ạ. Vâng, thì đó là cái hiệu quả của máy nâng tiếng khi mà chúng ta kết nối với âm ly. Vâng, thì sau video này thì các bác cũng cảm nhận được cái sự thay đổi. Và khi mà có sự hỗ trợ của máy nâng tiếng TDL Acoustic mã là CB600. Rất nhiều bác comment và muốn bên em làm, thực sự là bên em cũng rất là bận, không làm được, thì hôm nay rảnh. Rất là, chung là em cũng mất chút thời gian ra để em chia sẻ đến các bác. Vâng, thì tần đó thời gian thì các bác cũng thấy được cái hiệu quả của máy nâng tiếng TDL Acoustic mã là CB600 mang lại. Rồi sau đây em xin phép được dừng video. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của JK Audio trong suốt thời gian qua. Rồi sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, em quên mất, đó là nhạc được xử lý bởi 48 núm tinh chỉnh. Và mỗi một kênh nó sở hữu 4 núm tinh chỉnh chúng ta can thiệp ạ. Vâng, đó là cái máy nâng tiếng TDL Acoustic mã là CB600. Và có một đường sub riêng dành cho sub điện đó. Và thiết kế cực kỳ là sang trọng và đẹp. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.